Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư phụ kính chào con. Con kính chào quý vị thiện hữu tri thức. Đây là chương trình mỗi ngày một mẫu chuyện thiền. Hôm nay Phật kể cho con nghe. Con kính mời quý vị cùng lắng nghe một mẫu chuyện với tựa đề, cũng là nội dung câu chuyện và là câu chuyện ngắn nhất từ trước đến nay. Câu chuyện với tựa đề là Chú Tâm. Con lắng nghe nha. Vị thiền sư nọ tên là Ichu của Nhật Bản, có rất là đông học trò. Bữa đó có một vị thiền sinh trong khóa học sắp ra về thì mới cầm tay một cuốn sách và đưa cuốn sách đó cho vị Ichu, cho vị thiền sư Ichu. Ngài ký trên đó cho con vài câu như là ý nghĩa sâu sắc nhất của thiền để con về nhớ mà thực tập qua câu đó. Ngài Ichu cầm sách và viết lên một chữ chú tâm. Tiếng Anh có thể là attention. Chú tâm nó có thể là chú ý cẩn thận vậy đó. Mình dịch cái từ nó dễ hiểu là mình ý thức rõ ràng vậy đó. Chú tâm. Thiền sinh cầm lên và có thể là trong một cái từ Nhật Bản đó, một cái từ gì đó rất là ngắn hơn cái từ chú tâm của mình. Chỉ mấy nhiêu thôi hả? Cho con một từ gì đó nữa chứ, thiền có mấy nhiêu sao? Đưa lại cho Ichu, Ichu viết 1, 2. Cầm lại thấy chú tâm, chú tâm. Ủa, không lẽ toàn bộ những gì mà cao siêu nhất của thiền chỉ có trong một chữ này sao? Con chưa hiểu. Mong thầy giải thích thêm một câu nữa thôi. Đưa lại cho Ichu, Ichu viết vạch, vạch, vạch. Chú tâm, chú tâm, chú tâm. Yes. Rất là bất ngờ. Cũng đẹp, cũng khá đặc biệt đó. Nhưng mà ý thầy là sao? Ý thầy toàn bộ thiền có nghĩa là chú tâm, mà chú tâm có nghĩa là gì? Ichu nói chú tâm có nghĩa là chú tâm. Câu chuyện dừng hay không á, mình không biết. Mà không có câu chuyện thiền nào mà dừng chỗ nào hết, mình không biết. Nó tiếp tục hay nó dừng đâu mình đâu biết đâu. Nhưng mà là nó dừng chỗ đó, ok. Thì toàn bộ thiền nó là ở cái mấu chốt đó, chú tâm. Ví dụ nè, ví dụ như đây, giả dụ cho con ở trong rừng núi đi, con chưa có bao giờ nhìn thấy cái này hết, mà thầy đưa cái này cho con thì cái cách con nhìn là sao? Con hỏi thầy, hỏi cái đây là cái gì thì cái cách con nhìn là sao? Yes. Con sẽ nhìn hết những cái gì mà con có thể có. Oh, wow. Giống như mẹ mình mà đưa một cái trái gì đó mà mình chưa từng ăn một lần, mình sẽ như này, mình nhìn với một sự chú tâm hoàn toàn. Như vậy bé thơ nít đó, mắt của nó lúc nào cũng như này, nó tròn xe mà nó nhìn thế giới, nó nhìn với một sự chú tâm đặc biệt nhất. Còn mình á, người lớn á, với cái hệ giáo dục ngày nay của thế gian này luôn á, là mình muốn biết một cái gì đó, mình phải có cái thông tin về nó. Thì khi mình nhìn cái người đó hay cái đối tượng đó bằng cái thông tin thì mình đang thấy người đó qua cái thông tin, chứ không phải mình đang chú tâm và có mặt cho người đó. Nó mất đi cái sự có mặt chú tâm á là bởi vì mình lấy một cái thông tin nào đó để sẵn ở trong đầu mình và mình nhìn cái đối tượng đó qua cái thông tin ấy. Giống như nếu như mà con biết cái điện thoại này rồi thì thầy mới cầm lên ấy, cái điện thoại cái gì đâu. Yes. Khi mà nói cái điện thoại có gì đâu á là mình đang nói cái hình ảnh của cái điện thoại trong đầu mình, chứ không phải mình đang nói một cái sự vật hiện hữu. Mà mấy cái hình tướng, với cái màu sắc, với cái cũ kỹ hay bất kỳ một cái gì của bản thân nó. Tại vì mình đi xe, mình thấy một cái đóa hoa, một cái núi hay một cái cánh đồng rất là đẹp trong đầu mình. Wow, chị ơi đẹp quá, cánh đồng kia nhìn. Thì cánh đồng quá đâu đẹp, một người chị của mình đang bận ở trên xe chẳng hạn. Bởi vì cánh đồng họ đã từng thấy ở trong đầu. Và khi mà người ta gán nhãn, đặt tên toàn bộ cái thế giới này thành một cái khái niệm á, cái thế giới thực tại thành một khái niệm á, đó là một sự bạo động á. Ta rút toàn bộ những khái niệm, những cái thực tại kia thành tên gọi hết. Lúc đó ta sẽ nhìn cái thế giới qua tên gọi, ta không còn sống với cái thực tại nữa mà ta sống với cái xác chết của tên gọi về thế giới. Nếu như có lần mà Sơn Viết Hạnh, nó là cô cái đứa bé hỏi chỉ vô đó ngoài, hỏi Sơn Viết Hạnh là thầy ơi cái đó hoa nó màu gì, Sơn Viết Hạnh đó, màu đó là cái màu đó đó. Rất là tại sao mình có thể cảm nhận được cái màu đó mình
phải cần một cái từ ngữ để đạt cho à, cái màu đó là cái màu đó đó. Wow. Cho nên một nếu như một người cha mà thấy một đứa con nó nói ba ra có con gì kia đẹp lắm ngoài kia nè, đứa bé ra cánh đồng một con đẹp lắm đẹp lắm, con gì đâu con, đó đó con đó, thì con cò chứ con gì, con cò gì đó mà đẹp, con là mình viết mất cái đẹp từ đó khi mình đặt cái tên cho cái con vật đó là cò, và đứa bé nó cũng trở thành một người cha thứ hai giết cả thế giới này giống như ông cha đã từng giết. Và từ đó đứa bé không còn chú tâm giống như lúc đầu thấy con cò nữa, và cứ như vậy vật từng vật một, từng vật một có cái tên gọi cho nó, và người yêu của mình, người thương của mình, sở hữu của mình, nhà cửa của mình, giống như đôi dép mình mới mua về cũng vậy, bộ đồ mình mới mua về, cái gì đó mới là cái tâm mà nó chú hết vô đó bằng toàn bộ cái năng lượng mình có. Mà khi mình chú một thời gian, cái mình đặt cho nó một cái tên, mình cho nó một cái hình ảnh, mình cho nó một cái giá trị nhất định nào đó, thành ra cuối cùng cái vật đó không còn đơn thuần là cái vật đó như là nữa, mà nó trở thành một cái hình ảnh của cái vật đó ở trong đầu mình. Thì khi mà một cái đứa bé mà nó chưa bao giờ thấy cái điện thoại thì nó có cái niềm vui với cái điện thoại, nó cầm như thế này nè. Và khi mà một cái điện thoại mà nó có niềm vui được á, thì nó cũng sẽ có một niềm vui với một cái bụi cây, mà nó có một cái niềm vui với một cái khác. Bất kỳ một cái nào mà nó chưa bao giờ có cái khái niệm về vật đó là nó sẽ vui với tất cả những gì trên thế gian này, dù một vật nhỏ nhất. Cho nên đưa cho một đứa bé một hòn bi thôi, nó vui cả ngày. Cho nó một khúc gỗ thôi, nó chơi cả ngày. Cho nó một chiếc bè thôi, cho nó bất kỳ một cái thứ gì, bởi vì cái tâm của nó không có cái hình ảnh. Còn bây giờ thế giới, nhất là phương Tây, không phương Tây đông gì hết, thế giới khoa học bây giờ, một đứa 8-9 tuổi lớn lên cái nó mở trong cái iPad nó ra, nó thấy Galaxy BBB ngoài vũ trụ là gì hả? Nó có thể nói cái chuyện ngoài vũ trụ luôn á. Một cái galaxy là gì ngoài đó luôn, một cái tỷ vũ trụ hành tinh gì ngoài đó luôn, và nó có biết yêu là gì và thế nào là cảm giác vỡ tim khi mà chia tay hả? Nó biết hết, nó ngồi đây mà nó biết chuyện vũ trụ, nó biết chuyện tình yêu, nó biết chuyện thân xác, không còn gì để biết hết. 8-9 tuổi là bắt đầu già cổ và chán chường, nó ngồi. Một đứa bé 9-10 tuổi rồi nó biết ngồi như thế này rồi, bây giờ nó biết hết. Cho nên Đức Thế Tôn ở trong kinh cũng có dạy, là trong luận cũng có dạy là nếu một thời đại nào đó loài người chỉ sống tới 10 tuổi là hết, nó có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là những cái trải nghiệm của mình quá sớm bằng những thông tin mà không phải là thực tại. Cái đó nó không phải làm cho con người sống, cái thông tin nó làm cho con người chết dần mòn. Và lần lần á, con người sẽ nâng cái mức độ tự tử lên, bởi vì nó quá chán chường với mình trải nghiệm toàn bộ và mình không thấy có gì giá trị hết. Khi mà con người mình có một cái mức độ trải nghiệm một cách nhanh chóng tất cả những cái thứ gì mà trên đời này có, mình có thể ra ngoài vũ trụ luôn, mình ở đây mình có thể thấy toàn bộ những gì, mình ăn toàn bộ những gì, mình sử dụng toàn bộ những gì, mình thấy cuối cùng nó không có giá trị gì hết, cái tự động thôi, mình không có cái lối sống nữa, không có con đường sống, không có cái gì hướng tới nữa, không có giá trị gì để mà mình trải nghiệm thêm nữa. Tự động của tâm mình nó chán đến độ cung cực và thấy cái giá trị sống không còn nữa, tự động mình cũng chết rồi. Cho nên mức độ tự tử của con người á, nó sẽ tăng lần một cách đáng sợ lên. Nên ở đây á, mình có cái khả năng của một con người, tức là con người đã làm những cái việc mà y chang như con vật làm thôi, cũng ăn, cũng ngủ, cũng đi vệ sinh, cũng sinh hoạt. Nhưng mà cái hành động của con người nó có một cái giá trị, đó là chỉ có con người mới có, con vật không có. Đó là cái sự chú tập, cái sự ý thức rõ ràng. Cái con người đi thì biết, chứ con vật nó đi đâu biết. Con người ăn thì con người biết, chứ con vật nó có biết. Con vật nó biết theo cái phản xạ không điều kiện của vật lý, chứ nó không ý thức được là nó là con vật. Nó không ý thức được là cái hành động nó làm, nó ý thức được là cái đúng cái sai, nó không ý thức. Mẹ, con người mình á, là có cái thứ đặc biệt rất đẹp, mà nếu mà mình xài á, thì nó sẽ làm lớn lên cái giá trị của con người. Cái mà từ cái lúc ở dưới một con cá, mình trở thành một con rùa ở dưới nước, vừa dưới nước vừa trên bờ, rồi mình trở thành một con lẫn rừng hoàn toàn, là mình trở thành một con voi, rồi mình trở thành một người nửa người nửa ngựa, nửa người nửa sư tử, rồi mình trở thành một con người luôn, rồi trở thành một người to lớn mà hung bạo, rồi trở thành một con người hiền từ như Rama, từ bi như Krishna, rồi giác ngộ như Buddha, là cả một cái tiến trình loài người của mình đó. Bao nhiêu ngàn năm mà bây giờ mình làm con người, mình có được cái khả năng đặc biệt đó,
mà mình đi giống như là một khúc gỗ, thì đó là mình rơi lại cái sự lạc hậu rồi. Đó. Mình đi mà mình không biết mình đang đi. Mình nhìn mà mình không biết đang nhìn, mình ăn mình không biết đang ăn, mình nói mình không biết mình đang nói. Tức là tâm bất tại yên, là thị như bất kiến, thính như bất văn, thực như bất tri kỳ vị. Tức là cái tâm mình không có ở đây á. Là mình ăn, mình nói, mình nhìn, mình không có thấy, mình nghe, mình không có biết. Mình nếm mà mình cũng mùi vị gì mình biết luôn. Là cái sự chú tâm của mình á, là cái món quà mà bao nhiêu cái giai đoạn tiến hóa đặc biệt của loài người hôm nay chúng ta mới có được cái khả năng đó. Mà nếu mà chúng ta không sử dụng khả năng đó là chúng ta đang đi ngược lại cái tiến trình tiến hóa tâm linh của con người. Hay. Khi mình có được cái sự chú tâm đó thì cái thân này nè, cái cảm thọ này nè và cái tâm này nè, là ba cái đó nó như đá mài á, để cái dao của mình nó mài lên cho mỗi ngày, cái dao nó bén. Nó mài lên không phải là cái dao nó mài, nó mài theo kiểu là chú tâm thôi. Chẳng hạn như bây giờ thì mọi người chú tâm đấy con, chú tâm là không có phải là phải cần một cái đối tượng nào đó quan trọng để mình chú tâm vào, nhưng mà mình chỉ cần ý thức rõ ràng thì cái đối tượng nào không có quan trọng. Mình không có phải là nhìn lên để kính nể ai và nhìn xuống để khinh thường ai. Mình có một sự chú tâm một cách công bằng và ở một cái mức độ ngang nhau với tất cả mọi đối tượng. Và mỗi đối tượng mình chỉ có một cái thái độ tâm chú tâm giống nhau. Thì mình không có phân biệt đâu thấp đâu cao, đâu làm mình sợ, đâu làm cho mình cảm thấy mình ngưỡng mộ chính mình. Mình không có, từ đó mình không có xây dựng cái hình ảnh về mình, và mình cũng không có tạo ra một cái thế giới đối lập của ngoài kia. Một sự chú tâm bình đẳng như vậy, tự động nó làm cái lưỡi dao chánh niệm chú tâm của mình nó nhảy, nó bén lên và mình có thể cắt bất kỳ cái gì mình muốn. Sự thành công ở ngoài đời, từ thành công của việc buôn bán, của các cái doanh nghiệp, các cái việc thương mại này nọ, các cái công ty doanh nghiệp, là bởi vì người ta có khả năng thấy những cái thứ mà người khác không thấy. Một doanh nghiệp hay là một nhà lãnh đạo là cái người mà có khả năng tập trung đến cái độ có mặt ý thức, cái độ mà họ thấy những cái điều mà người khác không thấy. Cho nên những cái cơ hội tự động đâu có phải nó không đến như ngày mà đến như kia. Nó đến như là thực ra nó ở đó, nhưng mà anh thấy là cái sự chú tâm anh nó bén. Cái sự có mặt của anh nó mức độ đó nó nhạy bén. Và thành công không có phải là anh làm việc này hay việc kia, mà thành công là cái dao của anh á. Tức là cái lưỡi dao của anh nó là cái tính bén nhạy, cái sự có mặt chú tâm cao độ của anh á, ở cái mức độ cỡ nào. Thì khi cái đối tượng nào đưa đến là cái lưỡi dao nó chặt một cách điều đặn. Chứ anh không có đi tìm cái đối tượng mà lưỡi dao chặt, cái đối tượng đó nó như thế nào chăng nữa mà cái lưỡi dao nó không có bén thì anh chặt hoài. Còn nếu mà cái lưỡi dao nó bén rồi thì anh có thể thành công được bất từ cái đối tượng nào mà anh muốn chặt. Từ cái đối tượng nghệ thuật, tình yêu, xây dựng, giúp đỡ, từ thiện, rồi tâm linh, rồi thương mại, buôn bán, vân vân. Tất cả những cái lĩnh vực nào của cuộc sống nó chỉ là đối tượng. Mà khi con dao có mặt ý thức chánh niệm của mình đủ vững, đủ bén nhạy thì mình để vào nó đi ngọt sắc. Đó gọi là thành công, đó là cái chìa khóa để mà mình đi tới mọi cái sự thành đạt trong cuộc đời này. Khi mà mình thành đạt được chính cái con người của mình là cái thân tâm này, mình biết tất cả mọi thứ. Có điều mình không biết chính mình. Giống như một cái điện thoại thế này, mình biết nó bao nhiêu á thì mình xài nó bấy nhiêu. Mình biết hết mọi thứ bên ngoài, mình xài hết. Mình không biết chính mình, tức là mình chưa có xài mình. Nè, con người của mình nó đọc tất cả những thứ gì bên ngoài kia, mình biết A, B, C, D, công nghệ, thông tin, đầy đủ mọi thứ. Một đứa bé nó còn biết đủ thứ, nó có vẻ giống như là rất là khoa học, rất là hiểu biết. Nhưng mà nó không hiểu biết chính nó, nó vẫn bằng không. Bây giờ mình không thể trải nghiệm cái sự sống nào khác ngoài chính những cái sự sống đang diễn ra trong lòng mình. Như vậy mình phải đọc cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng của cái thân này. Cái thân và cái tâm này mình đọc và mình xài nó bao nhiêu, mình đọc nó bao nhiêu, mình hiểu nó bao nhiêu thì mình xài nó bấy nhiêu. Đó. Nếu mình không xài nó được là bởi vì mình không có đọc cái hướng dẫn sử dụng. Mình không có thực sự bỏ cái năng lượng, cái sự chú tâm của mình với một cái khoảng thời gian công sức giống như là mình bỏ ra bên ngoài. Mình bỏ ra bên ngoài quá nhiều, mình dùng ở bên ngoài quá nhiều mà mình không bỏ nó vào đây để mà mình coi thử nó hoạt động như thế nào, cách thức nó như thế nào, trải nghiệm nó như thế nào, ABCD. Cho nên
Có thể mình thành công bên ngoài kia rất là nhiều, nhưng mà mình là thất bại với chính mình. Có thể bên ngoài kia người ta thấy mình thành công, nhưng mà đối với chính mình cảm thấy là thất bại. Steve Jobs là một vấn đề, là một ví dụ. Nhà tỷ phú, một trong những cái người mà giàu thứ ba thế giới vào thế kỷ thứ 19 là ông Andrew. Một người Mỹ gốc Scotland, là nhà sáng lập cái công ty thép của Mỹ. Ông khi mà khởi nghiệp á, cái mức độ kiếm tiền của ông là chóng mặt. Ở thế kỷ 19 mà chưa có Twitter, Facebook như bây giờ đâu nha, Google đâu. Thì Liên bang Mỹ mới thấy ông này kiếm tiền chóng mặt, không làm cái việc gì phi pháp đấy không? Lập ra một cái ban để điều tra. Thì hỏi trực tiếp tất cả những khía cạnh nào có thể để khám phá ông này có cái gì trục trặc không? Thì không có cái gì hết. Thì mới hỏi bằng cách nào mà ông có thể kiếm tiền một tốc độ phi thường vậy? Rồi, đơn giản thôi. Nếu anh có khả năng chú tâm vào một đối tượng 5 phút mà trong một khoảng thời gian liên tục 5 phút thì anh sẽ làm được như tôi. Cái gì đâu bình thường mà. Toàn bộ những thượng nghị sĩ mà những người kiểm tra ông đó, ông đưa cho một cuộc thí nghiệm, họ thậm chí không chú tâm được có dài 30 giây. Cái tâm nó lôi chỗ này, cái vật kia nó lôi chỗ kia, đó, ta lả trong đầu họ hết. Và họ mới thấy đúng là tự giờ cái sự chú tâm của bản thân họ, và cũng là cái bệnh của loài người, lúc nào cũng bị phân tán bởi rất là nhiều những cái đối tượng mà không có thể để trong một đối tượng liên tục trong một khoảng 5 phút. Và ai mà có một cái khoảng định 5 phút như vậy thì cái tâm nó cực kỳ mạnh. Với cái tâm cực kỳ mạnh như vậy thì nó chuyển, lúc cái năng lượng cực kỳ mạnh nó chuyển thành vật chất bình thường. Nhưng nếu mà mình lấy cái tâm đó mình hướng hết ra ngoài á thì nó cũng gọi là thành công đó. Nhưng mà nếu mà mình không lấy cái năng lượng đó mình hướng vô trong, cái là quán thân thọ tâm pháp, thân thọ tâm này, thì cuối cùng á mình có thể sử dụng những thứ mà không phải của mình. Bởi vì tất cả những cái gì mà mình đem vô á nó không phải của mình rồi sẽ mất. Và nếu mình không chú tâm cho những thứ nào là mình thực sự á, thì bao nhiêu cái sự giàu có bên ngoài cũng bằng không. Nên mình biết cái sự chú tâm là mấu chốt của vấn đề ở đây, là cái sự quý giá của con người. Nhưng sự chú tâm đó cũng phải là sự chú tâm một cách bình đẳng, không có lấy cái sự chú tâm đó để đi mài dũa cho cái sự thành công của vật chất, của sự hưởng thụ. Không phải hướng ra bên ngoài quá nhiều, không phải biết tất cả mọi cái thế giới bên ngoài kia, mà lại không chú tâm để hướng vào cái thân thọ tâm này, để mà đọc cái hướng dẫn sử dụng của nó, để mà dùng nó một cách trọn vẹn công sức nhất. Vậy là Đức Phật là cái người mà đã vào trong rừng, ngồi lại một cái không gian biệt lập, tách ra mọi cái sự phân tán bên ngoài, để cái năng lượng chú tâm của Ngài vào hết trong này. Và Ngài khám phá tối đa rằng cái chiều sâu nhất của thân tâm Ngài là cái gì. Và khi Ngài thấy ra được, Ngài bùng vỡ, cái đó gọi là sự giác ngộ. Giác ngộ tức là thấy được cái sự thật của cái thân tâm này bằng cái năng lượng chú tâm cao độ nhất, tự khám phá đó. Và Ngài xài tối đa công sức cái thứ mà ở trong lòng Ngài có sẵn. Và có một chư thiên, họ chư thiên đó có khả năng là dùng cái thần thông của mình bay khắp các cái vũ trụ, và muốn xuống hỏi Đức Thế Tôn, hỏi thử Bạch Cù Đàm là theo Ngài nghĩ chúng ta có thể dùng thần thông để đi đến tận cùng bờ mé của vũ trụ không? Này thiên nhân, không được, đừng có thử ta. Đúng rồi Bạch Cù Đàm, tôi có một khả năng thần thông biệt dị với tất cả những thiên nhân khác, nhưng tôi đã thử dùng nó mà không thể đi được tới ngàn mé của cái bờ mé của vũ trụ này. Đúng rồi thiên nhân, nhưng mà ta nói với ông, trong một cái thân một trường sáu này, ta có thể đi đến cuối cùng của sự phát sinh vũ trụ, nguyên nhân của phát sinh vũ trụ, con đường đi đến sự chấm dứt phát sinh của vũ trụ. Vũ trụ ở đây là cái tâm đau khổ, cái hạt giống nguyên nhân làm nó đau khổ, và cách thức đi đến chấm dứt đau khổ tức là tứ diệu đế. Như vậy là mình có một kho báu, và mình có một cái sẻng để đào kho báu đó. Kho báu đó chính là tự tánh của mình, cái sẻng đó chính là ý thức, chánh niệm và sự có mặt với sự chú tâm cao độ của mình đó. Mình đào đến độ đó mình sẽ khám phá ra kho báu ở dưới kia và mình xài.
nhưng mình có đủ hết. Đó là ý nghĩa câu chuyện. Hai cặp.